Thông thường, bạn thân hay người thân gặp nhau trò chuyện, kể chuyện vui buồn, có khi cả ngày nói không hết. Đặc biệt là chuyện buồn, chuyện khổ. Hễ ai phát pháo là nó lây lan nhanh còn hơn con virus gây bệnh Covid. Ngộ ghê! Ai cũng nhớ lại chuyện khổ từ hồi nắm hồi nào và kể tranh trách như mới vừa xảy ra hôm qua, thậm chí mới hồi nãy thôi. Rồi kết thúc chuỗi khổ là những rầu rĩ hà chán nản kịch bản quen thuộc cứ đập đi lặp lại trong những lần tụ hội có lẽ đời người từ lúc sinh ra sống trong đời là đã khổ rồi do vậy sẽ dễ dàng khơi gợi cảm xúc chung trong cuộc sống và cũng có lẽ chuyện buồn bã khổ đau dễ in sâu vào ký ức hơn là những chuyện vui vẻ hay là những bình thường bình yên mỗi ngày trong mỗi con người có chứa đựng những hình ảnh tình cảm của thế hệ trước ông bà cha mẹ cô bác anh chị để rồi những cảm xúc đó luôn lưu trong tâm khảm giúp hình thành một phần tính cách của người đó nếu cảm xúc thiên về vui hay buồn thì có thể ảnh hưởng một phần theo chiều hướng đó con người cho rằng chuyện xưa đó là những chuyện không thể nào quên được sẽ nhớ hoài nhưng cũng có những người nghĩ đời người có bao nhiêu nhớ chuyện xưa có ích lợi gì đâu lo chuyện nay nói chuyện gì vui vui cho khỏe người quan điểm đó cũng có cái hay của nó tôi nhớ chị út chị có dốc người cao ráo gương mặt tươi vui đặc biệt nhìn vào chị thấy nét yên bình thanh thản chị rất hay cười dù nhà chị nghèo lắm chuyên làm thuê mướn rài đây mai đó trong dẫn đúc đàm việc ngoài đồng vừa cầm cái chét giấy cỏ chị vừa kể chuyện xưa kem nụ cười như là chuyện của ai chứ không phải của riêng chị mà chuyện xưa của chị vui buồn có đủ chị nói cái gì đã qua chị nhìn lại nhẹ nhàng ví như chị nói hồi đó mối tình đầu của chị cũng là một anh ở xóm này đi cưới vợ chỉ đứng nhìn đám rước dâu về mà nghe buồn rủ rượi như trong tuần cải lương lan và điệp ta nói buồn như cắt đứt từng đoạn ruột như sự sống tinh thần bị rút đi đâu mất tiêu vậy mà sau này gặp lại ảnh chỉ nói chuyện bình thường hà chuyện xưa bỏ qua cái một đeo đẳng chi đâu có được gì cuộc sống mình còn dài buồn hoài có ích gì tương tự vậy những chuyện rắc rối trong cuộc sống qua thời gian chỉ út cứ nhìn nhẹ nhàng như không Dì tư trầu ở xóm tôi cũng vậy vì sống trong ngôi nhà nhỏ xíu có một mình mà hiếm khi thấy gì buồn phiền ai vì cứ làm lụng rồi về nấu cơm chiều dọn ra trước cửa cặp mé sông cho mát có bữa tôi ngắm gì ăn cơm thấy gì chầm chậm vừa ăn vừa thưởng thức làn gió mát rượi từ sông rồi nghe ca giọng cổ mùi mẫn ở chiếc radio kế bên. Tưởng như không có gì sung sướng bằng. Hôm nào trời mưa không đi làm đồng được, vì ở nhà bài ra, ngâm gạo, xay bột làm bánh khọt, rồi rủ tụi nhỏ ở xóm tới ăn, kể chuyện vui cho tụi trẻ cười nghiêng ngã. Cũng bởi vì vui vẻ nên đứa nào cũng khoái ghé nhà chơi, có khi vì nấu cơm, giặt đồ cũng rê ra lại nói chuyện vui. Vì tư nghèo nhưng sống bình yên Tự tìm niềm vui cho mình Từ gì tỏa ra năng lượng tích cực Vì tư nói Cuộc đời gì cũng cả rổ chuyện buồn Nhưng gì không nói ra Kệ nó Không nói thì nó sẽ móc meo Rồi thành phân hữu cơ luôn Dì lại cười khà Bình yên Tìm ở đâu ra Mỗi người nghĩ khác nhau nhưng vì tư chỉ út tìm bình yên thật dung dị bình yên trong lòng mình và biết cách làm cho cuộc sống đơn điệu vui tươi hơn hạnh phúc hơn